Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ Công an nói về vi phạm của CEO Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Thị Như Loan. Ngày 5 tháng 8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2024, đại diện Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, ngày 19 tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt bị can Nguyễn Thị Như Loan nằm trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39, 39B, Bến Văn Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, trong vụ án này đã khởi tố 17 bị can. Đối với bị can Nguyễn Thị Như Loan, cơ quan điều tra bước đầu xác định bị can này cấu kết thông đồng với bị can Lê Y Linh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Tín, Đặng Phước Dừa, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa đã ký kết các biên bản đầu tư chuyển nhượng vốn để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không qua đấu giá, trái với quy định pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ về các sai phạm của các bị can đã khởi tố, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt. Ngày 19 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt bị can Nguyễn Thị Như Loan nằm trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan đến vụ án này, ngày 17 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 4 người, gồm Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ, Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Võ Sĩ Lực, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam và Trần Thoại, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 4 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Trước đó nữa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, cựu quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Huỳnh Trung Trực, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thị Gái, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai, Nguyễn Công Tài, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Bà Rịa, Nguyễn Trọng Cảnh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa, Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Tín, Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín và Nguyễn Thành Châu, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Đồng Nai. Bị can Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường bị khởi tố, bắt giam về tội nhận hối lộ. Cũng trong ngày 19 tháng 7, nhiều cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đến nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là một trong các động thái của Bộ Công an trong việc mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Sau 6 giờ làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Công ty Quốc cường Gia Lai lúc 15 giờ ngày 19 tháng 7, lực lượng chức năng đã chuyển nhiều thùng tài liệu lên hai ô tô. Hai chiếc xe chở nhiều thùng tài liệu rời khỏi nhà bà Loan ở số 26 Trần Quốc Thảo lúc 15 giờ 5 phút. Công ty Quốc cường Gia Lai có quan hệ gì với vụ án của bà Trương Mỹ Lan? Ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Bên cạnh đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 28 bị cáo, bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác kháng cáo bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, liên quan nội dung tuyên buộc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để bảo đảm khoản thi hành án, công ty này cho rằng nội dung này chưa đúng. Theo đơn kháng cáo của công ty này, số tiền hơn 2.800 tỷ đồng là số tiền Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island thanh toán cho họ theo hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển vào tháng 12 năm 2020. Hợp đồng này đã có tranh chấp và được Trung tâm Trọng tài VIAC giải quyết. Kết quả giải quyết thể hiện công nhận Công ty Quốc cường Gia Lai được chấm dứt hợp đồng hoàn toàn hợp pháp do lỗi vi phạm nghĩa vụ thanh toán của Sunny Island. Công ty này cho rằng căn cứ theo hợp đồng thì họ chỉ có nghĩa vụ trả lại cho Sunny Island hơn 1.400 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty Quốc cường Gia Lai cho rằng trong giao dịch kể trên họ không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Do đó, phán quyết buộc trả hơn 2.800 tỷ đồng của Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Quốc cường Gia Lai. Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM còn tuyên buộc nhiều cá nhân, công ty có nghĩa vụ khắc phục hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong đó, Hội đồng xét xử tuyên buộc Công ty Quốc cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để bảo đảm thi hành án cho bị cáo trong toàn bộ vụ án, buộc Công ty Hồng Phát nộp lại số tiền 2.355 tỷ đồng cũng vì mục đích trên. Được biết, trong số 1.236 bất động sản bị kê biên, có 6 bất động sản đang bị kê biên của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc cường Gia Lai, mã cổ phiếu QCG, sản HOSE. Công ty này muốn được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số bất động sản nêu trên. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng Quốc cường Gia Lai đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bị cáo Trương Mỹ Lan, tòa tuyên khi nào Quốc cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó. Buộc Công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,26 tỷ đồng, 1.000 lượng vàng SJC. Tương tự là buộc Công ty Cổ phần TNS Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát, cũng là những nội dung quan trọng trong phần tuyên án của Hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử buộc bị cáo Dương Tấn Trước, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, bồi hoàn cho SCB 692,7 tỷ đồng, buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Công ty Dầu khí Đông Phương bồi hoàn 443,6 tỷ đồng cho ngân hàng này. Tòa cũng buộc bị cáo Dương Tấn Trước nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Tập đoàn Capella phải nộp lại 1.000 tỷ đồng. Số tiền này cũng được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. SCB được giao tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp để bảo đảm cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án. Theo hội đồng xét xử, trong trường hợp SCB xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ, thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được bảo đảm bằng những tài sản tương ứng, phần giá trị tài sản còn lại cần phối hợp với C03 Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan thì dùng để bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong vụ án. Ngoài ra, để đảm bảo thi hành án, trong quá trình làm rõ vụ án, cơ quan chức năng đã phong tỏa 1.896 tỷ đồng, 8,4 triệu USD của bị cáo Lan và những người liên quan, tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, danh sách 269 nhà đất cho thuê. Trong khi đó, tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP.HCM, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết,
các cơ quan chức năng đang điều tra ít nhất 2 vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản sau các đại án, đặc biệt là vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm vừa bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm. Cử tri Đặng Văn Dành, ngụ quận 11 cho biết, theo dõi sát sao khi tòa xử vợ chồng bà Trương Mỹ Lan trong đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Dành nêu, những khoản tiền trên có thất thoát ra nước ngoài không và sẽ được thu hồi ra sao? Vì sao tập đoàn Vạn Thịnh Phát gom nhiều đất vàng tại TP.HCM? Cử tri Nguyễn Thị Sâm, quận 5 cho rằng, trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã được làm rất tốt, nhiều vụ việc lớn đã được phát hiện, xử lý. Bà Sâm đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua và cho biết người dân rất ủng hộ. Trả lời cử tri, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Hiện nay mới chỉ xét xử giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan. Sắp tới sẽ điều tra ít nhất 2 vụ án liên quan đến việc đầu tư của tập đoàn này tại các địa phương, ông Lê Minh Trí cho biết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!